Ừ đúng rồi, nay tháng 7 á con, cho nên là mọi người mà cúng ở ngoài á là người ta giật hết, không có ai chửi hết á. Người ta mà không cúng á, mà vô giật đồ ăn á, đó vô duyên á, là người ta không những la mà ta còn xử đẹp luôn á, chứ không phải là dễ đâu nha. Tự nhiên sao giờ hỏi vậy? Ủa? Rồi tự nhiên kêu đi lấy cây cho ba làm gì? Ai mượn vậy? Sao? Nói coi. Vụ gì? Trời, tự nhiên sao kêu phạt em? Hả? Ăn tối hay sao? Thử ăn tối cúng kiến gì bà? Điện chạy tới sao? Trời ơi, hạt điện lỡ giật đồ ăn của con hả? Trời đất ơi, coi vô duyên vậy đều. Bị đòn ngang. Trời đất ơi, làm quạng nữa hả?